cái tình trạng bệnh của bạn là ở cái giai đoạn tương đối sớm, T1C, và cái phân nhóm HER2 dương tính thì bạn cũng đã được điều trị thuốc đích. Và cái việc điều trị đã kết thúc cách đây một năm. Thì với cái mô tả của bạn thì chúng tôi thấy là cái cân nặng của bạn đã giảm so với lúc trước khi điều trị. Thế và bây giờ cái nhu cầu bạn đặt ra là cũng muốn tái tạo lại. Thì các cái phương pháp tái tạo cho bệnh nhân ung thư vú đã cắt tuyến vú thì chúng tôi có rất nhiều các cái lựa chọn khác nhau. Chúng ta có thể dùng túi. Đấy, thế chúng ta cũng có thể dùng các cái vạt của cơ thể, thí dụ như là vạt cơ lưng rộng hoặc là vạt da cơ thẳng bụng. Thì mỗi một cái phương án thì nó sẽ có những cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Thì ở đây cái điều mà bạn quan tâm nhất là nếu mà sử dụng túi thì cái khả năng dung nạp của cái túi như thế nào. Thì chúng tôi cũng xin có một số các cái phân tích nhỏ như sau. Bạn đã trải qua cái phẫu thuật cắt tuyến vú thì ở đây thì chúng tôi cũng không rõ được cái thông tin là với cái phẫu thuật cắt tuyến vú thì nó có hai cái lựa chọn khác nhau. Cái lựa chọn thứ nhất là các bác sĩ sẽ cắt rộng cái da của cái vùng tuyến vú, thì đấy là cái phẫu thuật cắt tuyến vú thông thường. Thế nhưng mà cũng có cái phẫu thuật mà cắt tuyến vú, thế nhưng mà chúng ta gọi là cắt tuyến vú tiết kiệm da hoặc là cắt tuyến vú tiết kiệm da và bảo tồn cái quầng núm vú. Thì với những cái phẫu thuật mà cắt tuyến vú mà chúng ta giữ lại được nhiều da như thế thì cái việc mà chúng ta tái tạo sau này mà sử dụng cái túi thì sẽ có nhiều da hơn để mà có thể phục vụ cho cái việc đưa cái túi có thể tích nó lớn hơn. Thì đấy là cái nó có cái khác biệt một chút giữa những cái bệnh nhân phẫu thuật cắt tuyến vú với nhau. Tuy nhiên thì đấy là một cái thông tin nó cũng ảnh hưởng nhất định thôi. Thế còn trong thực tế các bác sĩ cũng có nhiều các cái giải pháp kỹ thuật khác nhau để mà phục vụ cái việc đặt túi. Thí dụ như là chúng tôi có thể sử dụng các cái túi giãn da. Đấy, và các bác sĩ đưa vào cái diện mà cần phẫu thuật một cái túi. Thế xong rồi sau đó thì có một cái kênh để bơm cái huyết thanh vào. Thế và chúng ta cứ định kỳ chúng ta bơm ít một. Thế và đến khi nào mà cái túi giãn ra nó phồng to, nó đạt được cái thể tích mà chúng ta đánh giá là ưng ý, thì các bác sĩ sẽ tiến hành cái cuộc mổ thứ hai và chúng ta tháo cái túi giãn da ra và chúng ta thay bằng cái túi silicone đã định hình với cái thể tích phù hợp vào. Thì đấy là cái giải pháp các bác sĩ có thể xử lý được. Đấy. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi như cái phân tích lúc trước là chúng ta cũng sẽ phải cân chỉnh giữa hai bên để làm sao đạt được cái hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất. Cái phương án kỹ thuật thứ hai để mà chúng ta có cái da đưa đến cái vùng tuyến vú đã phẫu thuật cắt bỏ đủ da để mà thực hiện cái phẫu thuật thì chúng ta có thể sử dụng các cái vạt. Đấy, các cái vạt đây và đa phần là sử dụng cái vạt cơ lưng thì chúng ta có một không chỉ da và cả một cái vạt cơ lưng nó như một cái quạt nan giấy nó xòe ra và cái mô đó tức là bao gồm vạt cơ và da sẽ che phủ cái túi thì cái việc này nó cũng đem lại cái hiệu quả thẩm mỹ nó tốt hơn. Tuy nhiên thì với trường hợp của bạn thì cũng rất cần bạn đến và được các bác sĩ thăm khám thế rồi là tư vấn kỹ dựa trên các cái thông tin của cơ thể bạn mà các bác sĩ đo đạc thế rồi các bác sĩ tính toán làm sao để mà chúng ta lựa chọn được cái giải pháp nó tốt nhất, nó phù hợp nhất với bạn.